Chiều qua 14 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tình hình triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 20 Đại hội Đảng bộ tỉnh cùng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm nay. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, rà lại các chỉ tiêu, mục tiêu cần điều chỉnh bổ sung và đặc biệt phải có giải pháp quyết liệt để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nhắc lại mục tiêu mà tỉnh đề ra là xây dựng Hà Nam thành tỉnh cá, trở thành thành phố hiện đại, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh xác định thật rõ mục tiêu, hướng tới phát triển giàu mạnh, củng cố khát vọng phát triển, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy tiềm năng thế mạnh là tỉnh cửa ngõ phía Nam thủ đô, nhanh chóng hoàn thành xây dựng đường vành đai 5 kết nối với vùng thủ đô. Cơ bản đồng tình với các kiến nghị được nêu ra tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giao Tổng thư ký Quốc hội gửi văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền về các kiến nghị của Hà Nam để giải quyết theo thẩm quyền. Cũng tại Hà Nam, tối qua 14 tháng 5 diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023 và sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamaha Takio cùng nhiều lãnh đạo trung ương, các bộ ngành và lãnh đạo các địa phương tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết, việc tổ chức các sự kiện quy mô, chất lượng không chỉ nhằm đẩy mạnh, quảng bá, thu hút khách du lịch mà còn tạo cơ hội để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quyết định công nhận hai bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam. Đó là bảo vật quốc gia bia đá Chùa Dầu và bảo vật quốc gia trống đồng Tiên Nội 1 trong bộ sưu tập 16 chiếc của Bảo tàng tỉnh Hà Nam thuộc văn hóa Đông Sơn với niên đại được tính toán vào khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã trao quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia với 4 di tích của Hà Nam, gồm di tích lịch sử căn cứ địa Lạt Sơn, danh lam thắng cảnh Bắc Cảnh Sơn, quần thể danh lam thắng cảnh Tam Trúc, di tích lịch sử mộ và khu lưu niệm Nam Cao. Sau lễ khai mạc là chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam Nhật Bản. Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam 2023 cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc như hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, lễ hội khinh khí cầu, trưng bày bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam và triển lãm điêu khắc Phật giáo kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2023. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, thị trường khách sạn cũng dần có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch của khách trong và ngoài nước vẫn chưa đủ để nâng công suất lên đến 100% tại các khách sạn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các chủ khách sạn cần đưa ra chiến lược vận hành hợp lý để nâng dần công suất và xây dựng, cải tạo dự án theo từng giai đoạn để tận dụng hiệu quả cơ hội này. Hiện khách du lịch quốc tế tới Việt Nam chủ yếu tới từ thị trường Hàn Quốc, tiếp theo là Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc. Trong hai ngày 13-14 tháng 5, tại dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức chương trình bay biểu diễn dù lượn có động cơ với chủ đề Bay lên miền cửa biển năm 2023. Tham gia chương trình là hàng chục phi công chuyên nghiệp đến từ các câu lạc bộ dù lượn trên cả nước như Đông Bắc, Hà Nội, Đất Cảng. Để có chuyến bay an toàn, trước đó ban tổ chức đã khảo sát quãng đường bay từ dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vào trung tâm thành phố Hải Phòng để đảm bảo an toàn. Quá trình biểu diễn, các phi công sẽ điều khiển dù lượn có động cơ bay qua các tuyến phố, điểm du lịch gồm Hoàng Văn Thụ, Nhà hát Lớn, Cầu Đất, Lạch Tray, sân vận động Lạch Tray, quay lại Lạch Tray sau đó trở lại xã Tân Dương. Đây là lần đầu tiên có tổ chức biểu diễn dù lượn có động cơ tại thành phố Hải Phòng. Thế thì để diễn ra trước khi diễn ra cái sự kiện này thì các cái phi công từ các câu lạc bộ trên cả nước cũng đã được quy tụ về, đã khảo sát, tập luyện nhiều tuần trước khi cái sự kiện diễn ra. Tại điểm bay Tân Dương này thì được đánh giá là cái điểm bay nó thuận lợi cũng như là an toàn cho các phi công có thể là bay biểu diễn cũng như là có cái màn trình diễn đặc sắc cho khán giả và nhân dân có thể là theo dõi. Tức là khi các phi công cất cánh từ địa điểm này thì có thể là có cái tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố Hoa Phượng Đỏ từ trên cao với những cây cầu, những dòng sông và những cái tòa nhà. Cái khung cảnh đấy là cho các phi công thấy rất là phấn khích
Và đó là cái góc nhìn mà chúng ta thường là không thể có khi mà di chuyển ở trên mặt đất. Là một người con của vùng đất Hải Phòng thì cũng là một phi công thì tôi càng thêm tự hào về điều đó. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm bay trên thành phố cảng. Tôi rất là hiện tại bây giờ tâm trạng là vẫn đang rất là hồi hộp vì được ngắm nhìn từ thành phố từ trên cao xuống. Thật là tuyệt vời, đẹp lắm các bạn ạ. Theo dõi cái môn dù lượn này rất nhiều năm rồi. Mình ngưỡng mộ vô cùng và mình rất muốn được một lần trải nghiệm bay. May mắn của mình là hôm nay lần đầu tiên mình được bay trên thành phố, lại chính là trên thành phố cảng thân yêu của mình, được ngắm từ trên cao xuống. Từ trước đến giờ thì mình chỉ đi ở dưới, mình không được cảm giác cái cảm giác mà bay trên cao mà ngắm nhìn thành phố xung quanh. Thì hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm, thật tuyệt vời. Bay biểu diễn dù lượn có động cơ với chủ đề bay lên miền cửa biển, góp phần tạo điểm nhấn đặc trưng, quảng bá hình ảnh đẹp về du lịch, con người và thành phố Hải Phòng. Đây là một trong các sự kiện tiêu biểu trong chương trình lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023 gắn với kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2023. Chuyển sang những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều nhà vườn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện nay thanh long xuất khẩu có giá cao chót vót do thương lái Trung Quốc gom hàng mạnh, trong khi loại trái cây này đang khan hiếm. Giá thanh long ruột đỏ đạt mức cao nhất với loại 1 thu mua lên tới 43.000 đồng một kg, loại 2 giá 33.000 đồng một kg. Với mức giá này, cho mỗi kg thanh long sẽ cho lãi từ 15.000 đến 20.000 đồng. Tuy nhiên, mới vào mùa mưa, vụ thuận nên chỉ có từ 10 đến 15% vườn cây có trái cho thu hoạch nên sản lượng không cao. Theo nhà vườn, khoảng tháng 6, thanh long sẽ bước vào mùa thu hoạch rộ, lúc đó chắc chắn giá sẽ giảm từ 20 đến 30%. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh. Cụ thể, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 53% về số lượng, qua Internet tăng hơn 88%, qua điện thoại di động tăng gần 66%, qua phương QR code tăng gần 161%. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm 2,37% về số lượng và 4,02% về giá trị, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Khởi nghiệp không còn là câu chuyện mới trong đoàn viên thanh niên, nhưng để xây dựng mô hình khởi nghiệp thì nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tại Sơn La, mỗi năm có hàng chục mô hình, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được thực hiện hóa nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình Ngày hội Tiết kiệm vì Tương lai Xanh. Anh Lò Văn Đức ở bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Chai, tỉnh Sơn La là một trong những người như vậy. Mời quý vị cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đến thăm gia đình anh. Xuất thân ở vùng nông thôn, lại là trụ cột của gia đình, anh Lò Văn Đức luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. May mắn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ chương trình Ngày hội Tiết kiệm vì Tương lai Xanh của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tháng 8 năm 2021, anh Đức đã mạnh dạn đầu tư 6 lồng cá kiên cố thay thế 2 lồng tre trước đây. Trước đây thì tôi chỉ làm sắn, nương sắn thôi, bởi vì bây giờ thì được Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn là 100 triệu thì tôi mới đầu tư nuôi cá lồng. Trước đây tôi nuôi lồng tre thì nó không được hiệu quả. Bây giờ tôi mới cải tiến lên làm lồng sắt thì tôi thấy hiệu quả nó cao hơn. Trong vòng 20 tháng kể từ ngày vay vốn khởi nghiệp, anh Đức đã xuất bán được 2 lứa với sản lượng trên 10 tấn cá các loại, giá trị kinh tế hơn 100 triệu đồng, thu lời khoảng 50 triệu đồng. Đoàn viên Lò Văn Đức cũng đã mạnh dạn thì chủ động đầu tư vay vốn từ nguồn Tiết kiệm vì Tương lai Xanh, nguồn vốn là 100 triệu. Đấy thì cũng đã nuôi trồng và phát triển được cái lồng cá. Hiện nay là đồng chí Đức là có 6 lồng cá. Bước đầu thì cũng đã tăng thêm thu nhập cho cá nhân đồng chí và gia đình. Thì trong thời gian tới thì đối với cái mô hình này thì cũng có cái tiềm năng là nhân rộng đến các bản trên địa bàn, cũng như là để đoàn viên thanh niên có thể là học hỏi và phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với nuôi cá lồng, gia đình anh Lò Văn Đức còn trồng gần 2 hectare ngô, sắn, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Với những người trẻ như anh Lò Văn Đức, việc tạo lập các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp
có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn vay ưu đãi chính là chìa khóa, là động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong mỗi đoàn viên thanh niên. Để có nguồn vốn đầu tư với số tiền là 100 triệu thì rất là khó với chúng tôi. Bây giờ được ngân hàng chính sách cho vay là 100 triệu thì rất biết ơn và cảm ơn tới ngân hàng. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách này đã giúp gia đình chúng tôi có thêm động lực để phát triển. Mô hình khởi nghiệp của thanh niên Lò Văn Đức dù đang phát triển ở quy mô nhỏ, nhưng bước đầu khẳng định chính sách tín dụng có vai trò quyết định trong việc hình thành và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp trong thanh niên. Mô hình nuôi cá lồng vừa phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững trên lòng hồ sông Đà. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến 6 giờ 30 ngày 15 tháng 5, trên cơ sở kiểm đếm khoảng 99% số phiếu bầu, Đảng Tiến bước của ông Pita Limjaroenrap tiếp tục dẫn đầu về số ghế giành được trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Thái Lan. Theo đó, Đảng Tiến bước giành được 151 ghế, gồm 113 ghế theo khu vực bầu cử và 38 ghế theo danh sách đảng. Đáng chú ý, đảng này đã giành tới 32 trên 33 ghế tại thủ đô Bangkok. Đảng Vi Đức Thái dù tham vọng giành hơn 300 ghế, song chỉ xếp ở vị trí thứ hai với 141 ghế, trong đó có 112 ghế theo khu vực bầu cử và 29 ghế theo danh sách đảng. Số ghế đảng này giành được trong cuộc bầu cử năm nay chỉ tăng 5 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019. Đảng Tự Do Thái, từ một đảng tầm trung, đã vươn lên trở thành chính đảng lớn thứ 3 ở Thái Lan sau khi đảng này giành được tới 70 ghế, tăng 19 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019. Trong đó, đảng này giành được 67 ghế theo khu vực bầu cử và 3 ghế theo danh sách đảng. Rạng sáng hôm nay 15 tháng 5, Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita cho biết đảng này sẽ tổ chức họp báo vào trưa nay và sẽ tổ chức một cuộc tuần hành ở thủ đô Bangkok vào 17 giờ 30 để cảm ơn sự ủng hộ của cử tri. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua cho biết ông sẽ gặp các nghị sĩ hàng đầu Quốc hội của Đảng Cộng hòa và Dân chủ vào ngày mai 16 tháng 5 để thảo luận thêm về việc nâng trần nợ công để tránh kịch bản nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lạc quan hai bên sẽ nhất trí về một thỏa thuận sau khi đã nhận được báo cáo kết quả từ các cuộc đàm phán cấp chuyên viên diễn ra trong những ngày qua. Tổng thống Joe Biden cho biết, chính phủ và các nghị sĩ Cộng hòa đều đang mong muốn một thỏa thuận. Với sự lạc quan đó, Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông vẫn giữ kế hoạch đến Nhật Bản vào tuần này để tham dự các cuộc gặp với lãnh đạo nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Ông Joe Biden có kế hoạch rời đi vào ngày 17 tháng 5 tới, tức là một ngày sau cuộc gặp đàm phán nâng trần nợ công. Vaccine COVID-19 công nghệ mRNA phát triển trong nước đầu tiên mới đây đã được chính thức đưa vào sử dụng ở Trung Quốc. Các công dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã trở thành những người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 mRNA do nhà sản xuất thuốc địa phương CSPC phát triển. Được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt đưa vào sử dụng khẩn cấp vào ngày 22 tháng 3, CSPC cho biết vaccine mRNA do công ty phát triển có tác dụng bảo vệ chéo tốt chống lại các biến thể của Omicron. Đây hiện là vaccine mRNA duy nhất được cấp phép sử dụng ở Trung Quốc đại lục. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, các biến thể Omicron đã trở thành chủng virus chính ở nước này. Hồi cuối tháng 4, chủng phụ XBB của Omicron đã chiếm 97,5% trong các trường hợp nhập cảnh vào Trung Quốc và 74,4% trong số các ca lây nhiễm tại địa phương. Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời vẫn khá dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa kéo dài vừa qua. Hôm nay 15 tháng 5, ở những khu vực này mưa giảm, chỉ còn rải rác vài nơi, trời có nắng. Nền nhiệt ban ngày tăng nhẹ với mức cao nhất 30 đến 32 độ, nhưng ở mức thấp nhất vẫn là 20 đến 21 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Từ ngày 17 tháng 5, Bắc và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng. Và sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết cho cả nước.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 tới 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 tới 32 độ. Chiều qua 14 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 20 Đại hội Đảng Bộ Tỉnh cùng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm nay. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, rà lại các chỉ tiêu, mục tiêu cần điều chỉnh bổ sung và đặc biệt phải có giải pháp quyết liệt để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nhắc lại mục tiêu mà tỉnh đề ra là xây dựng Hà Nam thành tỉnh cá, trở thành thành phố hiện đại, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh xác định thật rõ mục tiêu hướng tới phát triển giàu mạnh, củng cố khát vọng phát triển, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy tiềm năng thế mạnh là tỉnh cửa ngõ phía Nam thủ đô, nhanh chóng hoàn thành xây dựng đường vành đai 5 kết nối với vùng thủ đô. Cơ bản đồng tình với các kiến nghị được nêu ra tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giao Tổng thư ký Quốc hội gửi văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền về các kiến nghị của Hà Nam để giải quyết theo thẩm quyền. Cũng tại Hà Nam, tối qua 14 tháng 5 diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023 và sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamaha Takio cùng nhiều lãnh đạo trung ương, các bộ ngành và lãnh đạo các địa phương tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết, việc tổ chức các sự kiện quy mô, chất lượng không chỉ nhằm đẩy mạnh, quảng bá, thu hút khách du lịch mà còn tạo cơ hội để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quyết định công nhận hai bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam, đó là bảo vật quốc gia bia đá Chùa Dầu và bảo vật quốc gia trống đồng Tiên Nội 1 trong bộ sưu tập 16 chiếc của Bảo tàng tỉnh Hà Nam thuộc văn hóa Đông Sơn với niên đại được tính toán vào khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã trao quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia với 4 di tích của Hà Nam, gồm di tích lịch sử căn cứ địa Lạt Sơn, danh lam thắng cảnh Bắc Cảnh Sơn, quần thể danh lam thắng cảnh Tam Trúc, di tích lịch sử mộ và khu lưu niệm Nam Cao. Sau lễ khai mạc là chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam Nhật Bản. Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam 2023 cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc như hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, lễ hội khinh khí cầu, trưng bày bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam và triển lãm điêu khắc Phật giáo kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2023. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, thị trường khách sạn cũng dần có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch của khách trong và ngoài nước vẫn chưa đủ để nâng công suất lên đến 100% tại các khách sạn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các chủ khách sạn cần đưa ra chiến lược vận hành hợp lý để nâng dần công suất và xây dựng, cải tạo dự án theo từng giai đoạn để tận dụng hiệu quả cơ hội này. Hiện khách du lịch quốc tế tới Việt Nam chủ yếu tới từ thị trường Hàn Quốc, tiếp theo là Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc. Trong hai ngày 13-14 tháng 5, tại dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức chương trình bay biểu diễn dù lượn có động cơ với chủ đề Bay lên miền cửa biển năm 2023. Tham gia chương trình là hàng chục phi công chuyên nghiệp đến từ các câu lạc bộ dù lượn trên cả nước như Đông Bắc, Hà Nội, Đất Cảng.
Để có chuyến bay an toàn, trước đó ban tổ chức đã khảo sát quãng đường bay từ dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vào trung tâm thành phố Hải Phòng để đảm bảo an toàn. Quá trình biểu diễn, các phi công sẽ điều khiển dù lượn có động cơ bay qua các tuyến phố, điểm du lịch gồm Hoàng Văn Thụ, Nhà hát Lớn, Cầu Đất, Lạch Tray, sân vận động Lạch Tray, quay lại Lạch Tray sau đó trở lại xã Tân Dương. Đây là lần đầu tiên có tổ chức biểu diễn dù lượn có động cơ tại thành phố Hải Phòng. Thế thì để diễn ra trước khi diễn ra cái sự kiện này thì các cái phi công từ các câu lạc bộ trên cả nước cũng đã được quy tụ về, đã khảo sát, tập luyện nhiều tuần trước khi cái sự kiện diễn ra. Tại điểm bay Tân Dương này thì được đánh giá là cái điểm bay nó thuận lợi cũng như là an toàn cho các phi công có thể là bay biểu diễn cũng như là có cái màn trình diễn đặc sắc cho khán giả và nhân dân có thể là theo dõi. Tức là khi các phi công cất cánh từ địa điểm này thì có thể là có cái tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố Hoa Phượng Đỏ từ trên cao với những cây cầu, những dòng sông và những cái tòa nhà. Cái khung cảnh đấy là cho các phi công thấy rất là phấn khích. Và đó là cái góc nhìn mà chúng ta thường là không thể có khi mà di chuyển ở trên mặt đất. Là một người con của vùng đất Hải Phòng thì cũng là một phi công thì tôi càng thêm tự hào về điều đó. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm bay trên thành phố cảng. Tôi rất là hiện tại bây giờ tâm trạng là vẫn đang rất là hồi hộp vì được ngắm nhìn từ thành phố từ trên cao xuống. Thật là tuyệt vời, đẹp lắm các bạn ạ. Theo dõi cái môn dù lượn này rất nhiều năm rồi. Mình ngưỡng mộ vô cùng và mình rất muốn được một lần trải nghiệm bay. May mắn của mình là hôm nay lần đầu tiên mình được bay trên thành phố, lại chính là trên thành phố cả thân yêu của mình, được ngắm từ trên cao xuống. Từ trước đến giờ thì mình chỉ đi ở dưới, mình không được cảm giác cái cảm giác mà bay trên cao mà ngắm nhìn thành phố xung quanh. Thì hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm, thật tuyệt vời. Bay biểu diễn dù lượn có động cơ với chủ đề bay lên miền cửa biển, góp phần tạo điểm nhấn đặc trưng, quảng bá hình ảnh đẹp về du lịch, con người và thành phố Hải Phòng. Đây là một trong các sự kiện tiêu biểu trong chương trình lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023 gắn với kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2023. Chuyển sang những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều nhà vườn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện nay thanh long xuất khẩu có giá cao chót vót do thương lái Trung Quốc gom hàng mạnh, trong khi loại trái cây này đang khan hiếm. Giá thanh long ruột đỏ đạt mức cao nhất với loại 1 thu mua lên tới 43.000 đồng một kg, loại 2 giá 33.000 đồng một kg. Với mức giá này, cho mỗi kg thanh long sẽ cho lãi từ 15.000 đến 20.000 đồng. Tuy nhiên, mới vào mùa mưa, vụ thuận nên chỉ có từ 10 đến 15% vườn cây có trái cho thu hoạch nên sản lượng không cao. Theo nhà vườn, khoảng tháng 6, thanh long sẽ bước vào mùa thu hoạch rộ, lúc đó chắc chắn giá sẽ giảm từ 20 đến 30%. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh. Cụ thể, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 53% về số lượng, qua Internet tăng hơn 88%, qua điện thoại di động tăng gần 66%, qua phương QR code tăng gần 161%. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm 2,37% về số lượng và 4,02% về giá trị, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Khởi nghiệp không còn là câu chuyện mới trong đoàn viên thanh niên, nhưng để xây dựng mô hình khởi nghiệp thì nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tại Sơn La, mỗi năm có hàng chục mô hình, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được thực hiện hóa nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình Ngày hội tiết kiệm vì tương lai xanh. Anh Lò Văn Đức ở bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Chai, tỉnh Sơn La là một trong những người như vậy. Mời quý vị cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đến thăm gia đình anh. Xuất thân ở vùng nông thôn, lại là trụ cột của gia đình, anh Lò Văn Đức luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. May mắn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ chương trình Ngày hội tiết kiệm vì tương lai xanh của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tháng 8 năm 2021, anh Đức đã mạnh dạn đầu tư 6 lồng cá kiên cố, thay thế 2 lồng tre trước đây. Trước đây thì tôi chỉ làm sắn, nương sắn thôi. Bởi vì bây giờ thì được Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn là 100 triệu thì tôi mới đầu tư nuôi cá lồng.
Trước đây tôi nuôi lồng tre thì nó không được hiệu quả. Bây giờ tôi mới cải tiến lên làm lồng sắt. Thì tôi thấy hiệu quả nó cao hơn. Trong vòng 20 tháng kể từ ngày vay vốn khởi nghiệp, anh Đức đã xuất bán được 2 lứa với sản lượng trên 10 tấn cá các loại, giá trị kinh tế hơn 100 triệu đồng, thu lời khoảng 50 triệu đồng. Đoàn viên Lò Văn Đức cũng đã mạnh dạn, thì chủ động đầu tư, vay vốn từ nguồn tiết kiệm vì tương lai xanh, nguồn vốn là 100 triệu, thì cũng đã nuôi trồng và phát triển được cái lồng cá. Hiện nay là đồng chí Đức là có 6 lồng cá. Bước đầu thì cũng đã tăng thêm thu nhập cho cá nhân đồng chí và gia đình. Thì trong thời gian tới thì đối với cái mô hình này thì cũng có cái tiềm năng là nhân rộng đến các bản trên địa bàn, cũng như là để đoàn viên thanh niên có thể là học hỏi và phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với nuôi cá lồng, gia đình anh Lò Văn Đức còn trồng gần 2 hectare ngô, sắn, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Với những người trẻ như anh Lò Văn Đức, việc tạo lập các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn vay ưu đãi chính là chìa khóa, là động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong mỗi đoàn viên thanh niên. Để có nguồn vốn đầu tư với số tiền là 100 triệu thì rất là khó với chúng tôi. Bây giờ được ngân hàng chính sách cho vay là 100 triệu thì rất biết ơn và cảm ơn tới ngân hàng. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách này đã giúp gia đình chúng tôi có thêm động lực để phát triển. Mô hình khởi nghiệp của thanh niên Lò Văn Đức dù đang phát triển ở quy mô nhỏ, nhưng bước đầu khẳng định chính sách tín dụng có vai trò quyết định trong việc hình thành và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp trong thanh niên. Mô hình nuôi cá lồng vừa phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững trên lòng hồ sông Đà. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến 6 giờ 30 ngày 15 tháng 5, trên cơ sở kiểm đếm khoảng 99% số phiếu bầu, Đảng Tiến bước của ông Peter Limjaroenrat tiếp tục dẫn đầu về số ghế giành được trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Thái Lan. Theo đó, Đảng Tiến bước giành được 151 ghế, gồm 113 ghế theo khu vực bầu cử và 38 ghế theo danh sách đảng. Đáng chú ý, đảng này đã giành tới 32 trên 33 ghế tại thủ đô Bangkok. Đảng Vi Đức Thái dù tham vọng giành hơn 300 ghế, song chỉ xếp ở vị trí thứ hai với 141 ghế, trong đó có 112 ghế theo khu vực bầu cử và 29 ghế theo danh sách đảng. Số ghế đảng này giành được trong cuộc bầu cử năm nay chỉ tăng 5 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019. Đảng Tự Do Thái, từ một đảng tầm trung, đã vươn lên trở thành chính đảng lớn thứ 3 ở Thái Lan sau khi đảng này giành được tới 70 ghế, tăng 19 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019. Trong đó, đảng này giành được 67 ghế theo khu vực bầu cử và 3 ghế theo danh sách đảng. Rạng sáng hôm nay 15 tháng 5, Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita cho biết đảng này sẽ tổ chức họp báo vào trưa nay và sẽ tổ chức một cuộc tuần hành ở thủ đô Bangkok vào 17:30 để cảm ơn sự ủng hộ của cử tri. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua cho biết ông sẽ gặp các nghị sĩ hàng đầu Quốc hội của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vào ngày mai 16 tháng 5 để thảo luận thêm về việc nâng trần nợ công để tránh kịch bản nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lạc quan hai bên sẽ nhất trí về một thỏa thuận sau khi đã nhận được báo cáo kết quả từ các cuộc đàm phán cấp chuyên viên diễn ra trong những ngày qua. Tổng thống Joe Biden cho biết, chính phủ và các nghị sĩ Cộng hòa đều đang mong muốn một thỏa thuận. Với sự lạc quan đó, Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông vẫn giữ kế hoạch đến Nhật Bản vào tuần này để tham dự các cuộc gặp với lãnh đạo nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Ông Joe Biden có kế hoạch rời đi vào ngày 17 tháng 5 tới, tức là một ngày sau cuộc gặp đàm phán nâng trần nợ công. Vaccine COVID-19 công nghệ mRNA phát triển trong nước đầu tiên mới đây đã được chính thức đưa vào sử dụng ở Trung Quốc. Các công dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã trở thành những người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 mRNA do nhà sản xuất thuốc địa phương CSPC phát triển.
được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt đưa vào sử dụng khẩn cấp vào ngày 22 tháng 3, CSPC cho biết vaccine mRNA do công ty phát triển có tác dụng bảo vệ chéo tốt chống lại các biến thể của Omicron. Đây hiện là vaccine mRNA duy nhất được cấp phép sử dụng ở Trung Quốc đại lục. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, các biến thể Omicron đã trở thành chủng virus chính ở nước này. Hồi cuối tháng 4, chủng phụ XBB của Omicron đã chiếm 97,5% trong các trường hợp nhập cảnh vào Trung Quốc và 74,4% trong số các ca lây nhiễm tại địa phương. Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời vẫn khá dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa kéo dài vừa qua. Hôm nay 15 tháng 5, ở những khu vực này mưa giảm, chỉ còn rải rác vài nơi, trời có nắng. Nền nhiệt ban ngày tăng nhẹ với mức cao nhất 30-32 độ, nhưng ở mức thấp nhất vẫn là 20-21 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Từ ngày 17 tháng 5, Bắc và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng. Và sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết cho cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 tới 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 tới 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 tới 32 độ.